Thưa quý vị, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với tinh thần Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu, trong thời gian qua đã có hàng vạn công nhân kỹ sư trong và ngoài ngành điện, đặc biệt là hàng vạn đoàn viên thanh niên của 9 tỉnh có công trình đi qua tham gia thực hiện công trình này. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến phố nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng. Ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 55 CDTTG về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động đợt thi đua 30 ngày đêm tham gia cùng ngành điện với hơn 300 đội hình thanh niên tình nguyện xung kích được thành lập và nhanh chóng ra quân hỗ trợ dự án. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thành lập các đoàn công tác thực hiện kiểm tra, rà soát và thăm tặng quà động viên các đội hình tình nguyện đang trực tiếp tham gia thực hiện công trình đường dây 500 kV. Tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra, thăm và tặng quà động viên các đội hình tình nguyện. Theo báo cáo của tỉnh Đoàn Thanh Hóa, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn đi qua Thanh Hóa có tổng chiều dài 74,4 km, đi qua địa bàn 59 xã, thị trấn của 11 huyện, thị xã. Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã triển khai chương trình 30 ngày đêm tình nguyện vượt nắng thắng mưa tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500 kV mạch 3 và thành lập 30 đội thanh niên tình nguyện với 450 tình nguyện viên trực tiếp tham gia hỗ trợ, làm các công việc như phân luồng giao thông, phát dọn hành lang, tuyến đường phục vụ thi công, hỗ trợ di rời nhà cửa và tuyên truyền giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3. Tại tỉnh Ninh Bình, thực hiện đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm cùng ngày điện, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 10 đội hình thanh niên tình nguyện với 250 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng công trình. Các đội hình thanh niên tình nguyện có nhiệm vụ hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa, các công trình phụ trợ nằm trong hành lang tuyến, hỗ trợ đơn vị thi công trong việc cảnh giới các tuyến đường, nút giao thông trong quá trình thi công để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân trong quá trình thi công. Hoạt động hỗ trợ cái đường dây hạ giải các công trình trong đường dây 500 kV lần này thì bọn em đã cảm thấy là cái sức trẻ thanh niên đã góp một phần nhỏ để hoàn thành hạ giải và giúp giải phóng mặt bằng nhanh để thực hiện công trình 500 kV trong thời gian ngắn nhất ở trên địa bàn huyện Kim Sơn cũng như là tỉnh Ninh Bình trong thời gian vừa qua. Chúng tôi xác định vào 4 cái nội dung trọng tâm. Thứ nhất là công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân và đoàn viên thanh niên về giá trị của kinh tế, giá trị lợi ích mang lại của đường dây 500 kV mạch 3 qua Ninh Bình và đường dây 500 kV nói chung. Và thứ hai là tập trung vào cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động nhân dân để tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, bàn giao cái hành lang tuyến cho các đơn vị thi công để đảm bảo cái tiến độ đề ra. Và cái thứ ba thì chúng tôi thành lập 10 cái đội hình thanh niên tình nguyện để hỗ trợ cùng với các cái lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ để tham gia vào cái khâu như là giúp cho người dân để giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao hành lang tuyến, giúp cho các đơn vị thi công để cảnh giới cũng như là phân luồng ở các cái nút giao thông, làm đảm bảo cho cái việc thi công an toàn cũng như là đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ. Tại tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đã đến thăm và trao tặng quà cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ thực hiện dự án. Theo báo cáo, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hải Dương đã phối hợp với Điện lực Hải Dương, các nhà thầu thi công khảo sát, phân công công việc cho các đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tại công trình đường dây 500 kV mạch 3. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 25 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ vòng ngoài, trong đó 10 đội hình hỗ trợ vận chuyển, lắp ghép, vận động hành lang người dân giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ. 11 đội hình hỗ trợ lắp ghép giàn giáo, hỗ trợ công tác kéo dây qua đường giao thông và hoa màu chưa đến thời gian thu hoạch. 4 đội hình khối trường đại học, cao đẳng sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi các địa phương cần tăng cường. Chúng tôi đã thành lập một đội
tình nguyện từ 25 đến 30 đoàn viên thanh niên trong toàn xã để hỗ trợ các đơn vị thi công thực hiện cái đường dây 500 kV trên địa bàn toàn xã. Thì hiện tại công việc của đội tình nguyện này thì chúng tôi như san lấp mặt bằng các cái dự án mà xe không vào được, và cũng bên cạnh đấy thì tiến tới này chúng tôi sẽ hỗ trợ 5 hộ dân trên địa bàn xã để di chuyển các cái vật dụng trong gia đình để tái định cư. Đối với Hưng Yên là một trong điểm cuối của đường dây 500 kV mạch 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thi công với tổng số 36 đội hình thanh niên tham gia hỗ trợ tại 34 điểm vị trí cột với 360 tình nguyện viên, hỗ trợ các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Điện lực tỉnh, các công trường với các nội dung hỗ trợ người dân thu hoạch rau màu, lúa mùa tại các nơi có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua, dịch chuyển, tháo dỡ nhà ở, giải đá làm đường và các vị trí cột, các công trình phụ trợ nằm trong hành lang tuyến của đường dây 500 kV, hỗ trợ người dân dựng các lán trại tạm thời để lưu trú, tập kết tài sản sau khi di rời. Khi nhận được chỉ đạo của Trung ương đoàn thì Đảng ủy Tập đoàn cũng đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên EVN để là đầu mối kết nối giữa Đoàn Thanh niên EVN và Trung ương đoàn, và cũng như là kết nối với các 9 tỉnh đoàn mà đường dây đi qua. Và sau khi phối hợp thì Đoàn Thanh niên EVN cũng đã lên kế hoạch để cũng đã lên kế hoạch với cả Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và cũng như là nhà thầu để giao các nhiệm vụ trọng trách, trách nhiệm cho các bạn đoàn viên thanh niên trong công tác thanh vận, dân vận, và cũng như là giải phóng mặt bằng, giải phóng nhà dân để hỗ trợ cho bà con được di chuyển các đồ đạc và cũng như là nhà cửa để có thể tránh hành lang lưới tuyến. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới truyền tải 500 kV, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải điện từ miền Trung và miền Bắc lên khoảng 5.000 MW, gấp đôi so với hiện tại. Việc xây dựng là công việc quan trọng, cấp bách. Do vậy, Trung ương đoàn đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên tham gia cần nghiêm túc thực hiện, phấn đấu, đã nhanh thì cần nhanh hơn, đã an toàn thì cần an toàn hơn, và vượt nắng, thắng mưa, góp sức trẻ để hoàn thành dự án lớn của quốc gia.